Zika Audio, nghe chưa đủ, thấy xác tin. Ngon. Ôi giời, ngon nhá. Vâng, một cái đầu giải mã Epic Audio. Mã là DSX7, đây là bản cao cấp về phân khúc đầu giải mã. Vâng, thì bên em mới nhập về hôm qua và anh Trung, anh đã là người sở hữu đầu tiên và cũng là người mở hàng cho em ngày đầu tháng mới, đầu tháng ngày mùng 1. Vâng, thì cái này bên em mới về hôm qua giới thiệu cũng khá là chi tiết, thì anh Trung anh có mua cho mình. Vâng, anh Trung là vị khách rất là đặc biệt và anh là người quay trở lại với Zika Audio không biết bao nhiêu lần rồi ạ. Vâng, anh toàn mua lần đợt mới hôm qua hôm kia, anh mới lấy Super B3 2020. Hôm nay anh đã quay trở lại với cái đầu giải mã Epic Audio, mã là DACX7. Vâng, lần nữa cảm ơn anh Trung nhé. Vâng, bên em đăng kết cho anh trước khi gửi như là những lần trước đấy ạ. Vâng, đây là sản phẩm mới, bảo hành 1 năm lẫn 1 là 1 trong tháng đầu ạ. Vâng, đây là hộp của anh đấy ạ. Và toàn bộ là dây jack bên em sẽ tặng kèm cho anh nhé, để anh về chỉ việc kết nối với lại thiết bị gia đình thôi ạ. Vâng, đầu giải mã DACX7, đây là bản cao cấp nhất về đầu giải mã, được tích hợp rất là nhiều cái tính năng mới mà các cái đời tiền, cái bản tiền nhiệm nó không có. Vâng, thì đây được tích hợp hai cái cổng tai phone, một là jack 3.5 và một là jack 6 ly đây ạ. Và phía trước đây là có cái núm tinh chỉnh thông minh để chuyển các chế độ, khi mà chúng ta chơi chế độ nào chúng ta chuyển chế độ đó là chúng ta ấn chữ select đây ạ, ở cái nút đây ạ đó. Và đặc biệt hơn nữa ở đây nó có một cái núm vô cực, chúng ta có thể can thiệp được volume trực tiếp ở trên cái đầu giải mã đây ạ. Bây giờ em có thể cho nhỏ đi được đó, ở trên các cái bản tiền nhiệm là hầu như là không có, thì được tích hợp thêm một cái volume trực tiếp ở trên cái đầu giải mã X này đấy. Chúng ta có thể can thiệp rất là tiện lợi mà không cần phải xuống vang, xuống đây hay là xuống âm ly, chúng ta chỉnh volume to nhỏ mà chúng ta can thiệp trực tiếp ở đây. Đó là cái tiện ích nhất cho chúng ta sử dụng dễ dàng, kiểm soát được tín hiệu đầu vào. Và chúng ta thời đại công nghệ số, chúng ta lên hỗ trợ thêm một đầu giải mã dù là rẻ tiền hay đắt tiền để cho khai thác được cái chất nhạc tốt nhất, giải lén ra những cái bản nhạc đã bị lén và giải ra được những cái bản nhạc dung lượng lớn, nghe chất lượng tốt hơn. Đặc biệt là chúng ta dùng hầu như là nhạc trên YouTube đến 90 mấy % thì bây giờ nhà nào cũng có mạng, cũng có mạng và nhiều gia đình cũng không có vang, cũng không có đẩy, thì gia đình có âm ly vẫn có thể kết nối được nhé. Cái này rất là tiện dụng, kết nối được với cả âm ly. Chúng ta chỉ cần mua cục cái mã này, lấy tín hiệu từ đằng trên TV, trên YouTube, sau đó chúng ta kết nối bằng đây, kết nối phía sau nó có mấy cách thức kết nối. Đầu tiên nó là cái cáp USB, đây là dành cho máy tính, và cái cổng quang dành cho TV. Đấy, TV thế hệ thông minh bây giờ đa số là 100% tích hợp cổng quang và tín hiệu quad signal, tín hiệu 5.1. Đó, và đây có một cái chức năng, đó là cái mic bằng cáp USB, tức là mic mà có cái jack dẹt giống cái sạc Samsung ấy ạ. Đó, tích hợp rất là nhiều chức năng mới. Và cổng AUX chúng ta có thể kết nối bằng hai cái đầu tín hiệu dây jack 3.5. Đó, chúng ta có thể kết nối được. Và tín hiệu ra là dây AV, chúng ta có thể chuyển xuống bằng âm ly. Đó, và cái bên cạnh đây là cái dây nguồn. Vâng, thì anh Trung anh đã mua cho mình và là chủ sở hữu của cái DAC X7. Vâng, vừa xong thì cái nhạc em bị treo trên mạng, bây giờ nó lại hoạt động rồi ạ. Vâng, nhạc lại nổi lên. Vâng, thì cái DAC X7 này nó được nâng cấp rất là nhiều tính năng mới, thì bên em cũng giới thiệu khá là chi tiết. Vâng, đặc biệt cái dòng này xuất xứ tại Trung Quốc, xịn luôn cho các bác nhé. Đây là chiếc hai lăng ngay nhất là chúng ta kiểm soát được tín hiệu đầu vào. Đó, to nhỏ trên trực tiếp cái đầu giải mã luôn, rất là tiện lợi. Vâng, kết nối rất là đa năng, đa dụng. Âm ly kết nối được, vang số vang cơ cũng kết nối được, vâng, nâng tiếng kết nối được, vâng, rất là tiện lợi. Và bên em tặng đầy đủ dây jack cho anh Trung nhé. Và đặc biệt ở đây bên em có dán tem công ty Zika được bảo hành tranh 1 năm đấy ạ, và cũng như lần trước đấy ạ. Anh là người vị khách mua khá là nhiều bên Zika Audio, thì bên em bán hàng rất là chất lượng, giá thành thì cực kỳ hợp lý, xuất xứ rõ ràng, đấy là cái quan trọng nhất. Vâng, thì anh Trung nhá, hiện tại cái đầu giải mã Epic Audio Mana DC-AC-X7 của anh hoạt động rất tốt ạ. Vâng, một lần nữa em xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh ạ. Vâng, sẽ cùng em chúc anh Trung và gia đình
sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.